Để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại biên giới an toàn từ ngày 1 tháng 4 tới, cũng như là tránh cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu quốc tế, Bộ Y tế Malaysia đã khuyến cáo du khách trước khi nhập cảnh nước này thì phải thực hiện 3 quy định bắt buộc. Thứ nhất là du khách nhập cảnh phải tải ứng dụng MySejahtera xuống điện thoại di động. Thứ hai là tải kết quả xét nghiệm real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi hoàn thiện những tờ khai thì du khách sẽ nhận được thẻ du lịch trên ứng dụng này và có thể lên máy bay. Theo nhà chức trách Malaysia, với hai biện pháp bắt buộc như trên thì du khách sẽ tiết kiệm thời gian làm thủ tục nhập cảnh xuống khoảng từ 30 đến 45 phút so với 60 phút trước đây. Dự kiến trong vòng một tuần tới thì những quy định cụ thể khi nhập cảnh sẽ được công bố.